Xin chào mọi người, đây là chiếc xe giao thử của mình và hôm nay mình sẽ chạy thử cái xe này. Thì đây là một cái mê cung mình tự làm thử, nó sẽ chạy một đoạn thôi. Thì ở đây mình có là trạng thái, mình có viết trạng thái của nó, front là khoảng cách đằng trước và side là khoảng cách phía bên của nó. Ở đây có hai cái cảm biến khoảng cách và nguồn. Nếu như mà lát mình sẽ giới thiệu chi tiết sau. Bây giờ mình sẽ demo thử. Là mình sử dụng một về phần điều khiển á, mình sẽ sử dụng một con Arduino Uno R3 nối với lại là một cái motor shield L293D. Thì các bạn bắt buộc phải có cái con động cơ này nếu không muốn cháy cái con Arduino này, bởi vì con Arduino này không thể điều khiển trực tiếp mấy cái động cơ này được. Đáng lý ra là mình phải kết nối trực tiếp, gắn trực tiếp con motor shield này lên con Arduino Uno R3. Nhưng mà vì một vài lý do là mình phải cắm cái hàng dây bên này, với lại là mình lười hàng chì như thế nào đó, nên là mình thích cắm dây như thế này hơn. Ok. Thì gắn thì cái hàng dây này vẫn gắn bên hàng dây này, hàng dây này vẫn gắn với hàng dây này như bình thường thôi. Còn ở bên đây thì mình vẫn cắm là V-in 5V với ground vào cái ta có gắn ta. Cái hàng này thì chỉ gắn một cái V-in. Đây là phần mặt dưới. Thì cái này mình hơi ngựa thôi, chứ thực ra mình chỉ cần hai cái động cơ với một cái bánh đa hướng ở đây là có thể làm được rồi. Chung là mình hơi ngựa. Mình sẽ lấy nguồn 5V từ con Arduino này vào đây để cấp nguồn cho hai con khoảng cách này và cái con LCD này cho nó hoạt động. Con LCD này mình sử dụng thêm một cái I2C nữa, nên là mình sẽ cần hai dây A4 A5 cho con này. Còn phía bên đây á, thì mình cần hai cổng, hai ngõ là A2, A3 để trích echo, rồi con này thì sử dụng là hai ngõ là A1, A0. Motor shield này khi mà nối với con Arduino này á, thì ở đây nó sẽ chỉ còn lại là 2 với lại là 13, nên là mình sử dụng cái cổng 13 này để làm cái nút nhấn bắt đầu luôn. Còn cổng 2 thì không sử dụng thì cứ để đó. Thì khi mà mình bấm reset á, thì nó sẽ trở về cái trạng thái cài đặt ban đầu, là nó sẽ có cái tên kênh của mình. Rồi xong lên trạng thái, thì ở trạng thái dừng đây á, mỗi lần trạng thái đây á, thì nó sẽ viết là dừng, tiếng, lùi gì đó. Còn đây là khoảng cách ở đằng trước, front, và khoảng cách bên, đo khoảng cách bên. Về phần pin á, thì mình sử dụng pin Li-ion 4.2V 2600mAh và có thêm cái cục sạc ở đây luôn. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đừng bao giờ sử dụng những cái viên pin tiểu hoặc là pin 9V như thế này để điều khiển động cơ, bởi vì nó rất là yếu nha. Cái này mình lắp 3 viên vào nhưng mà nó chỉ có tiếng lui được rất là chậm và không thể xoay được luôn. Này á, mình sẽ nạp vô con motor shield này để điều khiển các cái động cơ. Còn mình sẽ sử dụng một cục sạc dự phòng có đầu ra là 5V với lại là 5V 1A để mà điều khiển con Arduino này. Cắm vô cái đầu USB này. Both dancing to the beat, so caught up with the real life, close up into our feet.